Bà xung trắng và chẳng muốn là chạp ra cảm thấy xung thực cả lúc lúc phục nẹp đại muốn bởi vì bà chủ dứt chương trình champu nên kể chương bê bà đồ bà lại đã sai ai quân cực trong mình xế. 가정 맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 비사자 크루사르 고 크루사르 바 여우 집 잔이 춘이쿠 사자타 사다나 미트 품 다음 고 사항 리치 라자 보 그래 លើផែនដីនៅលើឋានសួគ៌ដែលជាដំណតិតាមេតាកាលោកហើយបែកលើសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតបាទសូមចូលរួមបួងសួងលោកខ្ញុំសូមគោរពពុកដៃឋានសួគ៌សូមគោរពពុកដៃពិតសូមអរគុណវេលាណេះដែលយើងបានក្រោកពីព្រលឹមចូលរួមសេវាកម្មពេលព្រឹកជាមួយអ្នកដឹកនាំហើយក៏សូមយើងពេលនឹងមានបរិសុទ្ធចូលរួមជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសសូមអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តទាំងពេលវេលាក្នុងការចូលរួមបម្រើកិច្ចការងាររបស់ពុកដៃថាសុខភាពហើយយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាតាមរយៈនៃការខិតខំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះនឹងអាចមាននូវពលីអ្វីថ្មីមួយទៀតដើម្បីស្ដារឡើងវិញឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយស្ថានភាពយើងទាំងនេះផងដែរជាពិសេសយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជម្នះនូវឧបសគ្គបន្តទៀតទៅខាងមុខរបស់យើងពងតែធ្វើក៏ដូចជាដែលយើងបានពូរចំសូមអរគុណហើយនេះតំណាងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបងប្អូនទាំងគ្នាសេចក្តីការបាជួបពុកដែរទៅសួរពីពុកដែរអាជឺបាទសូមអរគុណច្រើនបាទថ្នាក់ដឹកនាំប្រាទស៊ីស្ទ័របាទ Good morning មកលេង Good morning ស្ទ័រការជួបជុំរួមនៅជំនឿប្រុសបាទអញ្ចឹងអាយើងបន្តនៅការហុងហេមេរៀនបទបង្ហាញរបស់យើងតាទៀតជាមួយនឹងមុខលានអីបាទសូមស្វាគមន៍បាទមុខលានក្នុងការធ្វើបទ Yeah, thank you very much, MC, and also Bobrai. Good morning. And continue for the last Monday topic, we'd like to share about earthly life and spirit world. បាទយើងតមេរៀនថាពីរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅជីវិតនៅលើផែនជីវិតនៅលើផែនដីនិងជីវិតនៅក្នុងភពវិញ្ញាណYour eternal life does not begin when you die. When you die, it begins the moment you learn about the will of God. If there were a gap in your life, or you were stuck in one place, even for one instant, your path to eternity would stop. Therefore, when you walk the path of faith in your life, you should not delay going that way and put it off until next year or the following year. If you live in such a manner, you will die without having lived even one day in oneness with the will. If you live like that, you cannot go to the kingdom of heaven. Wait. No matter how good your nation, if you have not lived even one day victoriously, how can you go to the kingdom of heaven? If you have not had even one victorious year, how can you enter the eternal world? There are the questions we must address. បាទចឹងគេថាជីវិតអមតៈរបស់អ្នកមិនចាប់ផ្ដើមនៅពេលអ្នកស្លាប់ទេវាចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលអ្នករៀនអភិឆន្ទៈរបស់ព្រះប្រសិនបើមានគម្លាតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឬអ្នកជាប់គាំងនៅក្នុងកន្លែងមួយសូម្បីតែមួយរំពេចផ្លូវរបស់អ្នកទៅកាន់ភាពអមតៈនឹងជួបដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នកដើរលើផ្លូវនៃសេចក្តីជំនឿក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកមិនគួរពន្យាពេលផ្លូវទៅផ្លូវនេះទេហើយជប់សម្រាប់រហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឬឆ្នាំទៀតបើអ្នករស់ក្នុងលក្ខណៈបែបនេះអ្នកនឹងស្លាប់ដោយមិនបានរស់នៅសូម្បីតែថ្ងៃក្នុងភាពជាមួយនឹងឆន្ទៈបើ
So when all of you look back your life yourself, are you really live for the sake of the world or even for the will, the heaven's will or not? Và trong lúc bây giờ tôi ở cái lấy mưa chỉ vật trong ngày bỏ dưới thả tao dưới cái phong tài đâu chi phải doi để chi chăm tẹo bỏ thả xuống đây được rồi. Well, let's say to look back for myself, that do I really live for the sake of heaven or not? Rồi người dân vậy tha dưới cái lấy mưa luôn chứ tao dưới bất chi luôn đâu đọc bay chi phải doi bỏ thả xuống rút được rồi. The point is, in order to go to the original word of goodness, we really need the result of the true love. Chúng ta xuất khánh nó quên là dân thưa nó cách cài rúm chẳng là tập hóa lúc cứ thả viên ở bàn lại cả hùng. So every day, that we really need to leave something good at least one point. Chẳng chỉ riêng rồi ngay, chỉ riêng rồi ngay, nắng chẳng hơi chắc là dưới tao tè. Luôn đâu, thua ở quay môi đại là o và sao môi chụm lật à. This kind of thing in Japan, in the primary school they teach. Chẳng là biết là bóp thư ca bạp nâng đồng tiên chỉ bón kia bằng hát khmer nghe tăng nâng thật thông. Like a need to do something good one day one action. Bà đây kia bằng hát ôi khmer nâng chết thư rương lõ mà thấy thư rương lõ mà. In this point that we really need to, and then they asking to written down the diary what kind of good thing you wrote, you did, and then Bà you kia written down and give to the teacher. à chứ không phải đại ru một riêng là con ao giờ sẽ nông sẽ thâu đại á ở cột sẽ vì bàn thơ giờ này lõi khá sẽ bao giờ từ mười. So for example, the for me the after we rec I received the blessing was kind of no choice because my wife is there, and then I cannot do something for myself. I really need to do for the sake of providence, otherwise my wife is scolding me. Chân dùm rạp chúng chúng tôi bán ca thì ca mình một bộ đề chúng tư tụ bây chìa mình bàn vừa quay đó một con ngày đó tay ta là thừa cái càng như rùm bỏ dừng sẵn là chỉ ọt thân cái càng như rùm rạp cho lại như thế tụ bán ca sẽ đánh tốt chỉ phụ này. Yeah, of course. Before before receiving blessing, I used to think, oh, need to graduate the school and need to fulfill for this and that. Một bề trong tự tu ca thì bảo bị bia chỉ một vài việc trong một tay đã kết tha chạm khiom ở miền cực giang sân chạm khiom thua đường đi ở ban chạm chọc riêng chọc sân. But after after starting my family life, and then start to think about how to live for the sake of others, how to live for the sake of the family. Và tại bắt đầu bị dương tự tu ban ca rìa bì phía dương chạp ra kết thà thời gian na đồng bay rung chỉ bị giỏi tây thời gian na đồng bay rung chỉ bị giỏi sầm rập cru sa dương. Honestly, for myself, when I started family life, and after that, more I start to understood why I need to study. Chúng sầm rập khi ông bắt đầu khi ông chạp ra chỉ bật cru sa khi ông chạp ra vô tha ai đấy khi ông tao tại sắc xa đi số bật thấy lúc vì cả khi ông đâu nhiều. So after graduate the school, and somehow what I focus was I focus to learn language. Tập khi ông bật chọc ca sắc xa nó sẽ ra vậy thì khi ông bật out khi ông bật out lực ca sắc xa đi sâu nơi này nó sẽ And then somehow my wife told me, I am really not lazy to read the book. ra ra một phút khi ông còn bàn thạc khi ông còn bật chì ở mà nước mình chơi lại thạc áo khi ông nó thạc nó luôn bị ọt chơi lại sao. Let's say after I started my family life, was starting my life for the providence, for the God's will. Chứ ai giờ bà tha tập trong chập đầu chỉ vật bọc chống có chỉ ca chập đầu chỉ vật thì tất cả như nó không buồn được hàng này.
This is a little bit similar topic that what we talked in the last night. Và chẳng vì sẽ đưa kia tận năng của thiên bát ca với dây dây dục mình đại. Like a true mother say, before Holy Wedding 1960, before 1960 was unveiled. Và đôi ta quay đẹp đại được ra chứ ta vì và riêng phía phía bị sách nam qua vừa học sắp chẳng muốn về liệu cũng cứ thảo với cái trò bàn hiệp trọng. So like almost like a zero, but the life is a starting from the 1960. Bà chân buồn buồn phê rìa phê phê sật bao lộ phục đẹp và đáy muốn chỉ làm học sống quay vấy cư sau ở đây thì phật đáy rồi phê chạp đáy mà quay vấy tay chạp đáy. The true mother felt like that because after holy wedding is the time that they start to live together with the heaven. Bà chân một tòa phì nem đáy còn kết bạc mình chân một tòa phì rìa phê phía cư chìa phê và lìa chạp đáy rồi đâu chừng một. So for me, also after receive the blessing, is the time to start to live for the heaven. Và chân nhóm có đôi khi phòng này tôi bị chập đám tôi dừng trâu tay chập đám luôn đâu chuyện đưa thằng gì What their father used to say, yeah, in here also talking about that after you start to know about the heaven, that is your starting point of your life. và chân đâu lại đi cứ lực là thà cho bây giờ chập đám chỉ vui thằng xuống cứ khi chỉ cả chập đám nên chỉ vẫn được bao nhiêu vậy. Yeah, in this green part talking about, your eternal life does not begin when you die. It begins the moment you learn about the will of God. Bà đôi chiếc này có bài to chân thì lên lang tha chỉ vẫn ăn mà tạ được bao dương rồi được bao nhẽ này mình chập đau được tê rồi nhẽ sập được tê vì chập đau được tê rồi dương riêng làm quý chẳng tiện. So this mean, for me, I began to meet with this movement when I was 17 years old. So my life before 17 years old is the same as nothing, unveiled. Bà chân chỉ vừa được bọc giống chạp đạp qua cho lần này đi. Tăng phi giả dụ đọc một bài trường. Trong môn phê đọc một bài trường nên chỉ vừa được bọc giống cư hay là hào phần nhận ở miền đây đấy. And then after knowing for the will of God, and then we will begin to start for our life. Trong một tập phi đăng ở phi chăn tẹo và bọc lẽ. Giữa chạp đạp chỉ vừa được bao nhiêu. Just your conscience knows everything about your life. Every detail of your life is recorded in a computer in the spirit world. When you go to the spirit world, just by entering your name in the computer, your whole life is revealed in an instant. Since the spirit world transcends time and space, you can instantly see the record of the every detail on your life right then and there. Thus, the conscience is the start button of the computer in the eternal world. Entities are made on the basis of what it knows. All the deeds that have caused you pangs of the conscience are such misgivings is recorded as a clean life. Therefore, you cannot make excuse when you go to the spirit world. You will see clearly how you have lived your whole life. The earthly world is the training center where, with the knowledge that the spirit world exists, you are prepared to go to that world and be ushered in. Đôi chim đã sẽ ca được bọn nhẹ đơn tiểu ấy vậy thì ở họ vì chỉ vật được bọn nhẹ rõ vào đồng miền làm ất nên chỉ vật được bọn nhẹ đầu bàn cặp trá được nông công chỉ tớ không phục vụ bình yên tập viên nhẹ tập can phục vụ bình yên còn tay bật chỗ chỉ một bọn nhẹ được nông công chỉ tớ chỉ vật được bọn nhẹ đang muốn nên sau bàn bọn hành kiếp hiệp đòi xa phục vụ bình yên cho lòng cặp bình yên nâng lòng hó nhẹ ai mơ khơi cầm nọt trá nèo rõ vào đồng miền làm ất nên chỉ vật được bọn nhẹ liếp liếp được bình đừng nấu tí được cái chuyện này mình nét cả cư chỉ bút tổng chấp đăng lấy công chỉ tơ được phục em mà tạo cả bà chỗ trong ban thua là đòi phải lừa với để bị đập ở pi ở phơ tương lai là để thua rồi đẹp cá tục không sẽ tệ sắm phanh chỉ nhẹ có chỗ một đội kỳ đại chỉ vất đa mình biên cá có chỉ và đi trong ban cọp trá chia
ជីវិតស្អាតស្អំដូច្នេះអ្នកមិនអាចដោះសារបានទេពេលអ្នកទៅពិភពវិញ្ញាណអ្នកនឹងឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលអ្នកបានរស់នៅពេញជីវិតរបស់អ្នកពិភពលោកនៅលើផែនដីគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលដែលជាមួយនឹងចំណេះដឹងថាពិភពវិញ្ញាណមានអ្នកនោះអ្នករៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅកាន់ពិភពលោកនេះហើយត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុង So, how you were after you go to the spirit world? ចឹងតើយើងនឹងស្លៀកបែបណាចូលទៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណOnce you reach to the spirit world, and they will show the video record since you are born, and then to showing your private life, public life, everything. បាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចូលពិភពវិញ្ញាណគេនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពយើងតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅលើភពផែនដីហ្នឹងឲ្យយើងមើលក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិយើងយើងបានធ្វើអីខ្លះIt was recorded. That's why, when you go to the spirit world, and then when they put your name, and then your life will show like video, like a movie. បាទអញ្ចឹងគឺថាពេលយើងចូលពិភពវិញ្ញាណជីវិតរបស់យើងត្រូវបានបង្ហាញដោយវីដេអូដោយរឿងយ៉ាងបាទអំពីសកម្មភាពរបស់យើងការយើងនៅរស់មានជីវិតLike a similar kind of the testimony after they go to the spirit world, they talking the similar thing. បាទអញ្ចឹងវាដូចជាការធ្វើកសិនសាស័យទៅចូលទៅពុទ្ធាចឹងដែរLike the moment you die, and then they will show the record that after you die បាទចឹងនៅyourពេលដែលthoughts. យើងឆ្លាប់ទៅគេនឹងធ្វើការកត់ត្រាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីសកម្មភាពរបស់យើងSo how you spend and how you do good, how you do bad, everything is recorded. បាទយើងធ្វើល្អយើងធ្វើអាក្រក់យើងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺត្រូវបានកត់ត្រាទុកAnd then this one, even you cannot hide. បាទចឹងរឿងនេះយើងមិនអាចលាក់បាំងបានទេThe true father is saying that you need to be careful for the three problems. បាទលោកឪពុកមូនបាននិយាយថាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងបញ្ហាបីThe one is about the material problem. មកទី1តើតើមួយសម្ភារៈនិយមAnd the second is about the man and woman issue. មកទី2បញ្ហាបរិសុទ្ធស្ត្រីAnd then third is about the public money issue. ទី3តើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លុយជាសាធារណៈSorry, third is about the heart issue. អើទី3ជាមួយនឹងទឹកចិត្តបញ្ហាចិត្តSo the first one is talking about the public money. If you doing something wrong with the money and make the others hurt, try to solve that issue. បាទអញ្ចឹងចំណុចដំបូងនឹងបានថាតើតើរលុយកាលណាយើងប្រើប្រាស់ទឹកលុយឬក៏យកលុយទៅទិញទឹកចិត្តឯណាគេអីគេអញ្ចឹងទៅបាទ Then if you do so, and then you will not stuck in the spirit world. បើចំណាជាយើងធ្វើគឺយើងមិនអាចចាប់ដើមជាមួយនឹងការចូលទៅកាន់ភពវិញ្ញាណបានទេAnd if you make the other hurt because of the money, and then need to be repent. បើសិននេះយើងទិញទឹកចិត្តណាគេម្នាក់ដោយការប្រើប្រាស់លុយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការទទួលសារភាពហ្នឹង Whenever you have the problem, and it's really easier to solve that issue on the earth. ចូលទៅតែបង្ហាញនៅបញ្ហានៅលើភពផែនដីនេះAnd then second, what you need to be careful is about the man and woman issue. ទី2តើតើជាមួយបញ្ហាបរិសុទ្ធស្ត្រីOr kind of the sexual issue. ឬនិយាយឲ្យចំគឺថាបញ្ហាផ្លូវភេទទៅLike, for example, if you doing something else without the others knowing, or you are hiding from the wife or husband to do something bad, and then this will be the biggest sin in the spirit world. សិនតែយើងដូចលាក់ផិតក្បត់ប្តីផិតក្បត់ប្រពន្ធទៅអីប្រេះផ្ដាស់ជាមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងយើងលាក់បាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអារឿងនោះគឺមានបញ្ហាធំពេលយើងទៅចូលទៅកាន់ពួក
And this, and then this is the biggest issue that man and woman sexual issue. Và chẳng đi cứ chia bành hà thông tại tôi chỉ muốn bảo phê review của nó. So if you have that kind of problem and then really need to repent and then need to offer Johnson and need to drink the holy wine. Và chẳng một sân này chỉ dường đi bành hà đúng chỉ trở tới miền ở cả xã phía hay trở tới phật nâu tất hà là tra bị sất làm bấy cắt đặt ở rượu đó. And then third issue is about the heart issue. Bây giờ thì bây để tôi một bài nhà chậm. Don't violate the other's heart. So công tàu thưa ở được chất đẹp là tới tóm tịch tì. And for the parent and children heart issue, for the brothers and sisters heart issue, or husband and wife heart issue, or Cain and Abel heart issue. Và bài nhà của Blake Klein được chất đẹp bộ đai, bài nhà Blake Klein được chất bỏ ôn. Ken Abel chị đào. So the parents should not violate for the children's heart. Và phụ mà đái co mình cua riêng rư co phải bằng lại tất chất con con này. And of course, children need to do for the filial piety to their parents, Thực chất này but also should not violate for the parental heart. con cô trao được lại thì chỉ con đã cắt nhú chụp của phụ mà đái. Hay con con mình trâu tôi ở ở phòng đại nhưng tất chất có lòng kia này And then should not betray for the parents. mình cua các bạn ở phòng mà đại thì chỉ cua con And same as among the relationship brothers and sisters. vì đôi khi nha tình nâng tầm nhẹ tầm đô rồi viên bọc ở prasrei đôi On the earth, while you are using for the physical body, you need to solve this issue. khi nha chân đư phải đây đi là phía nào đại dương prapra nào sao là phía cai bao giờ ní gì tôi đọc lại bài hát This is not just only I talk, but this is the reality. rồi. Bà chẳng đi à, mình men ở vây đây khi ông chỉ nhận được là người đại thế và tái viên chia riêng bất cứ bạn này Once you go to the spirit world and then to get the help from the people on the earth, how difficult it is. và chẳng là bên là đại dương từ phục vụ viên hay dương lọ ban thường sự cam thì phục đây bạn nó đúng hay cứ chia bài hàng bạn Today, let's do until here. Thank you for listening. bà chẳng bất lý cái dương từ bạn tôm và bà con cha sẽ làm ca cho room đập để có cái phòng này bà chẳng xong bà con cha mà một sinh hiệu ca thứ bạn hay nhưng mấy việc ngày về tới việc ọt slay gặp việc ọt slay nó rất trâu tục tật tịt bà chẳng ở con cha cho phù một sinh hiệu ca thứ bạn hay để tôi chỉ mua đang chỉ vất nó không phục vụ nhiên nên chỉ vất nó lập phục phản đầy bà thì vậy đó công viên thì mà chỉ tra ơn tệ tôi chỉ mua rằng chỉ vật 100 thằng bà dương chẳng tao gò khơi nhà chỉ vật bỏ dương sọc thằng ấy định một sự vật lực lại chẳng tăng vì là chập đam từ bông hô đó dụ cho tôi can phong những cái tao mang cái record tôi mang cái cặp tra tục bà vì ông vừa lo ông vừa cọp bỏ dương vậy chỉ đau đó mà hãy được chuẩn bàn lực là bây giờ là thông thông này mà làm bây cho tất cả phục bình yên tấu nhưng ở vì xuống bà đi chúng ta tìm mối định lực là sẽ thâu rưu banh hà rừng lôi về cái phí để thâu chỉ mối năng lương mở rõ sạch tay tị bấy để thâu chỉ mối năng thực chất để chỉ đạt và chẳng nên vì đạp tác hiện việc thông mây đấy và những dạ lật luôn đây à về xa này dự biết là ở cha và rong thì ở cha và rong đang cao một phần chương trình thấy chưa thật cẩn thận cả ca này như sắp cũng đang thì mình biết được cái ca là việc và tay nhân na cả đó thì cứ chia ca bằng riêng muối đầm bay ca này như ở cẩn tha về sợ nó trôi ca được phục bình yên đừng biên ca cặp tra nâng bạo bằng hai như mới với nhưng đừng một phật ông phơ về nó rú căn ta con tới con tới
តាមនោះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិ
chuyện chưa vừa rồi thì dư khách không bằng tay to khách này cũng không bằng dư thì sẽ dư khách không bằng tay thật ra thì sốt cũng rằng nơi mà đây nơi cả đồ vật khuôn bởi dư căn thì chúng ta một thái tiết là bởi chỉ bởi giao rùm xin rạp luôn sự tình trị thẳng môi thầy có sống chút bơ thả đứng đo mà biên nó sống chút bơ xin đang đó chút xin anh chúng mình được cảm xảy xảy và đi đồng nào thả đứng đo bỏ bộ đỏ khí xong mình đã đặt vào chút phục đài chút xuống như phục đài vật à chú một con tràn Okay. Dạ, con à chú ok mà con đẹp đi mà